Hôm nay đổi món chút xíu ha. Mình cũng là một trong những cái người đầu tiên mà sở hữu cái xe điện của VinFast. Trên tinh thần của người không chuyên trải nghiệm cái dòng xe điện, hãng xe của Việt Nam mình sản xuất, qua hình ảnh coi giới thiệu đồ này nọ thì ở đời thực tế nó rất là to ha các bạn ha. V to đại diện cho thương hiệu VinFast đây, cỡ 525 triệu thì phải, phỏng phỏng cái đó mình không nhớ kỹ lắm. Xe xăng ở cái mức giá tiền này thì mình sẽ không có gặp được đâu, nhưng mà đối với E34 thì mình sẽ có. Trong đây cũng là được luôn. Cái lạ mình cũng hơi bất ngờ đó là cái bánh này nó không có sơ cua ha, cái xe này nó không có bánh sơ cua đi kèm. Chân phải cong lên như thế này mà đi một thời gian dài thì rất là mỏi. Mình cũng không biết sao người ta làm được vậy luôn. Thì nó chạy nó gồ ga xong nó không có chạy liền, nó không có bắt nhịp liền mà lát nó vuốt luôn. Thì như vậy nó sẽ rất là nguy hiểm. Thì đối với chiếc này thì cảm giác chạy rất là đầm. Full á, sạc từ không tới đầy á thì nó phải tốn khoảng 40 cái điện, khoảng 120-130 ngàn tiền điện đó. Nói chung rẻ, khoảng 30-40 cây, 50 cây, 60 cây, 70 cây, 80 cây, thậm chí 100 cây mình thấy ok. Hello, mình là Nam Ngô đây. Hôm nay đổi món chút xíu ha. Nói đổi món cho vui thôi chứ còn này là cho nó lạ lạ chút xíu. Thật ra thì mình không phải chuyên cái này ha, hoàn toàn không phải chuyên về xe. Tuy nhiên là mình cũng là một trong những cái lứa đầu tiên mà cái người đầu tiên mà sở hữu cái xe điện của VinFast. Thì sau khoảng một tuần trải nghiệm thì cũng thấy nó có rất là nhiều cái điểm hay và bản thân mình cũng có cái sự phấn khích, cho nên làm cái clip nó trên tinh thần của người không chuyên trải nghiệm cái dòng xe điện. Thì giới thiệu với các bạn là chiếc này là chiếc E34, chiếc xe điện đầu tiên của VinFast, một hãng xe của Việt Nam mình sản xuất ha. Thì đây các bạn có thể nhìn tổng thể. Thì cái điều ấn tượng đầu tiên của mình á là cái xe này nó khá là to so với lại hình ảnh. Qua hình ảnh coi giới thiệu đồ này nọ thì ở đời thực tế nó rất là to ha các bạn ha. Nó rất là to so với hình ảnh thôi. Ở một cái không gian mà chạy 4 chỗ á, trong đầu mình lúc trước á mình nghĩ nó cỡ to to hơn chiếc Fady chút xíu thôi, nhưng mà thực tế là nó to hơn rất là nhiều. Đó. Chiếc này thì cái ngoại thất á, mình chọn cái màu sơn màu đỏ ha. Tại vì cái này là mình mua cho vợ mình. Mạng hỏa hợp với màu đỏ. Chúng ta có thể chọn màu sơn cũng như là chọn cái màu ghế da bên trong ha, nội thất. Mình chọn bên trong là màu be, màu nâu. Thì dòng xe điện thì phía trước nó không có cái hộc lấy gió, nhìn nó khá là liền lạc ngầu. Những cái chi tiết này thì những anh em chuyên nghiệp đã giới thiệu rất là nhiều về cái thiết kế, ngôn ngữ thiết kế như thế nào. Một chữ V to đại diện cho thương hiệu VinFast đây ha. Sử dụng đèn LED. Nói chung về mặt công nghệ thiết kế thì không có gì phải lăn tăn cả, full LED hết, rất là đẹp. Bộ mâm mình cũng rất là thích các bạn, mâm nó cũng rất là đẹp. So với lại cái mức giá mà chúng ta chi ra đó, chiếc này lăn bánh luôn như cỡ 525 triệu thì phải, phỏng phỏng cái đó mình không nhớ kỹ lắm. Đó, rồi tại vì rất là được mua cái lứa đầu á, mình đặt cọc 50 triệu và không cam kết là không có gọi là đổi ý á, đó, thì mình được giảm giá rất là nhiều. Đó. Ở đây nó có cái thiết kế chỗ này nhìn nó cũng khá là cứng cáp ngầu. Cái nóc nó cũng không quá cao, có cảm giác là thể thao. Đó, hơi đi xui xui về đây. Nói chung thiết kế mình khá là ưng ý á các bạn. Đằng sau này cũng đẹp. Cũng là đèn LED hết ha. Đó. Mình có dán cái phim cách nhiệt ba em. Bây giờ chống nóng xe phụ nữ đi mà, phụ nữ thì rất là ngại đen, đúa. Cho nên là dán đồ xịn vô để đi cho nó mát mẻ thoải mái. Có những cái trang bị, những cái công nghệ mà đối với dòng xe xăng á, ở cái mức giá tiền này thì mình sẽ không có gặp được đâu. Nhưng mà đối với E34 thì mình sẽ có. Thứ nhất là mở cốp tự động ha. Đây mình sẽ giới thiệu với các bạn cái khoang hành lý á, nó khá là rộng rãi luôn các bạn. Mình hơi bất ngờ luôn á, mình khá là bất ngờ là tại sao nó lại thiết kế rộng như vậy luôn á. Mà quá ưng ý luôn. Cái này mà gia đình đi chơi, picnic hay cái gì đó, hoặc là một cái túi góp mình nghĩ là cũng ok.
vỏ tennis rồi khỏi nói rồi, đơn giản. Một lát các bạn lên cái bàn hàng băng ghế sau các bạn ngồi, các bạn sẽ thấy nó còn rộng hơn nữa, cốp rộng, băng ghế sau ngồi rộng. Nói chung đây là một cái chiếc xe về mặt không gian là mình thấy thoải mái, ok, không quá nhỏ. Cái tướng mình thì hơi to, cho nên là nếu mà có ngồi những cái chiếc xe mà cỡ nhỏ mình thường là cảm thấy không có thoải mái, nhưng mà riêng cái chiếc này thì mình cảm thấy là rất là ok. Ok, mình tướng mình thì cũng khá là to con ha, cao 1m70, cao 1m70 và nặng 85 kg đó. Thì mình thấy cái này để lên là nó vừa tầm cỡ mình. Mình thì mình ngồi vô cái cốp này là cũng ok luôn. Ngồi trong đây cũng là được luôn. Cái khoang hành lý này rất là rộng ha, cái diện tích ở trong đây rất là thoải mái. Bánh này có một cái nó rất là cái lạ, mình cũng hơi bất ngờ, đó là cái bánh này nó không có sơ cua ha, cái xe này nó không có bánh sơ cua đi kèm. Thì có gì alo cho đội cứu hộ thôi. Bên phía đội cứu hộ của VinFast thì có nói là anh gặp trục trặc vấn đề về mặt kỹ thuật hay bánh xe gì cứ alo thôi. Thì cái này nó hơi lạ lạ, tại vì đối với những cái dòng xe xăng khác thì lúc nào cũng trang bị một cái bánh sơ cua để mình đi mình có thể thao tác. Thì đối với mình nếu mà có bể bánh giữa đường là mình tự thao tác mình thay hồi đó giờ. Còn chị em phụ nữ thì chắc cũng phải alo thôi à, chứ đâu có ai tự thay được đó. Thì mình giới thiệu sơ sơ về cái cốp các bạn. Mình không chuyên nha, không chuyên về xe nha, chỉ hôm nay hào hứng với nó quá cho nên là có vài cái chia sẻ thôi. Tại vì thứ nhất mình có những cái hào hứng, thứ nhất đây là một cái sản phẩm của Việt Nam sản xuất từ đầu tới cuối luôn ha. Nói chung là khá tự hào á, sau khi mà gặp mặt cái sản phẩm ngoài đời, có trải nghiệm trong một thời gian ngắn thì khá là tự hào. Đây là sản phẩm của Việt Nam sản xuất. Cái thứ hai nữa thì do trên thị trường nó cũng chưa có ra nhiều xe, anh em chưa có nhiều trải nghiệm, mọi người còn lăng tăng, mình cũng hay đặt những câu hỏi chạy như thế nào, ABCD các thứ, cho nên mình nghĩ thôi kệ, làm cái clip ngắn ngắn, mặc dù mình không chuyên thì mình nói theo cái góc độ người không chuyên, một cái người gọi là tiêu dùng cuối cùng ha, để người ta trải nghiệm thế nào chứ không có đứng trên góc độ chuyên gia ha. Rồi đóng cốp thì cũng sẽ tự động luôn, bấm nút là vậy thôi, khá là êm ái và nhẹ nhàng. Ok, bây giờ có thể chúng ta sẽ đi vào trong ha. Đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn đó là cái khoang ghế sau. Thì gia đình mình cũng tương đối là đầy đặn, 5 người, tướng tá cũng đầy đặn, cho nên là cái hàng ghế sau nó cũng khá là quan trọng cho những cái chuyến đi. Thì hàng ghế sau rất là rộng, mời các bạn vô nha. Đây, mình cao 1m7, ngồi hàng ghế sau là chân coi như là thẳng băng luôn, rất là thoải mái ha, không có bị cái vấn đề. Thường thường á, ngồi cái hàng ghế sau nó sẽ bị cái tình trạng như thế này, chân phải cong lên như thế này mà đi một thời gian dài thì rất là mỏi, cái lưng thì sẽ bị thẳng. Còn cái này cái lưng nó mình dựa với một cái góc nó rất là thoải mái, không có bị gọi là thẳng cái lưng mình. Nói chung mình rất là khó chịu trong cái việc ngồi ghế mà bị thẳng lưng. Cái chiếc bán tải á, chiếc bán tải của mình á, hồi hàng ghế sau á, thật sự cái chiếc bán tải mình ngồi mình chạy á, thì mình thấy ok, cứng cáp thoải mái mình thích, nhưng mà mình ngồi ghế sau rất là khó chịu, lưng bán tải nó bị đứng vậy nè, ngồi lâu mệt lắm đó. Và cái hai nữa, cái chân mình rất là thoải mái luôn các bạn, để ok. Với cái tầm giá tiền này thật sự mà nói là không có chê được luôn ha. Ba người ngồi thoải mái, ba đứa con mình ngồi ở đây mình chạy, vợ mình hoặc là vợ mình chạy mình ngồi ở đây rất là ok. Có một cái hốc máy lạnh khu vực đằng sau ha, mát mẻ chứ. Đó, có thể chủ động chỉnh qua lại, khiến đồ ok hết, tự động hết ha, bấm một nút thôi chứ không phải cần giữ đâu, không có cần giữ lại. Ở trên này còn có một cái chỗ để những cái ba lô nhẹ nhẹ ha. Mình có gắn thêm cái camera hành trình trước sau. Ở đây mình có đóng cái sàn lại. Tại cái sàn của nó là nó bằng cái nhũ ấy gì, cái da lộn á. Thì mùa mưa sắp tới nó sẽ dễ bám dơ, thì mình đóng mấy cái này cho dễ xịt rửa. Nhưng mà cũng có người nói đóng mấy cái này là nếu mà giày dép mà dính nước nó thấm qua những cái đường chỉ nó sẽ làm cho có mùi. Thì trước mắt thì cứ gọi là cứ sử dụng vậy đi, nếu mà không ổn thì lại tháo ra thôi.
mấy cái thảm này cũng độ gắn thêm vô cho nó sạch sẽ. Ok, bây giờ mình lên hàng ghế trước nha. Rồi ok, đây là một cái khoang lái của E34 ha. Đó, thì đây là cái bảng điều khiển, đây là trợ lý ảo hết. À, có khá là nhiều cái công năng ở đây. Hỗ trợ lái, pin sạc, dụng cụ xe, mấy cái này thì từ từ mình sẽ khám phá ha. Điều mình ấn tượng nhất á, mình cũng an tâm nữa. Đối với lại phụ nữ chạy xe thì cái nhiều khi cái cảm quan của họ nó không được tốt á, thì cái đây nó có cái 360 độ nè. Camera 360 độ. Rất là ok ha. Dành cho chị em phụ nữ khi ghé xe thì theo mình biết những cái này, những cái chức năng này nó chỉ có trên những cái dòng xe mà sang á, nhiều tiền chút xíu. Đó, có thể nhìn thấy ha. Đây, có thể coi bánh. Nhiều khi chị em phụ nữ ghé xe đồ á, không có biết cái bánh nó đang nằm ở cái vị trí nào cho nên cứ đánh lái lung tung ra. Đó, góc trước góc sau là có thể coi được bánh xe. Đó, này là coi đằng trước. Thì cái này dành cho cái tốc độ thấp ha, dưới 25 km/h thì những cái camera này sẽ hoạt động coi luôn đằng sau. Thì khi mà các bạn vô cái đường kẹt xe á, xe trước xe sau nó cứ nối đuôi nhau á, thì nhiều khi mình không dám nhích tới nhích lui, thấy không? Thì có cái này rất là ok ha, nhìn đằng trước khoảng cách với xe đằng trước bao nhiêu, khoảng cách xe sau sao mình có thể quan sát được hết. Này quay 3D luôn, toàn cảnh của chiếc xe hơi bị xịn sò ha bạn ha. Mình cũng không biết sao người ta làm được vậy luôn. Không phải là dân chuyên xe, mê xe cho nên không có nghiên cứu mấy cái này, nhưng mà thấy là nó khá là xịn sò. Đó, giờ mình đậu mình có thể quan sát được. Nhiều khi á các bạn chạy xe mấy cái ống cống rồi nó nằm ngay cái lề đường đây nè. Đó, nó cao lên mà không có để ý, lúc đậu không thấy, lúc ra không thấy, bang thẳng lên sụp ống cống đồ này nọ. Thì cái này có thể quan sát được hết. À, coi cái kim nó có ỉa lên nóc xe hay không. Khá là xịn luôn. Ok, mình ấn tượng với thằng này. Đó, thì chế độ lái á, không giới thiệu cái vô lăng đi. Cái vô lăng thì nó thể thao ha, nó dạng thể thao. À, cháu không phải là cái vô lăng bình thường. Ở trên đây thì có những cái chức năng gọi là cơ bản mà nó ok. Chỉnh nhạc, rồi tới lui, nghe điện thoại, chống trơn trượt đồ, chỉnh cái gọi là cái tốc độ tối đa, kiểm soát cruise hành trình đồ này nọ đó. Rồi máy tay nắm cửa thế này thôi. Kiến lái, các bạn thấy cái hốc bên này nó khá là hiện đại ha, mấy cái hốc máy lạnh bên này nhìn nó cũng rất là hiện đại, rất là ngầu. Đó, ok, bây giờ vừa đi vừa nói tiếp nha. Cái đây cái hộp số, nó hộp số này dạng núm xoay ha, nó đang ở chế độ B là parking đậu, thì mình sẽ xoay qua chữ D. Đó, nó dạng xoay ha, nhìn nó cũng xịn sò. Đó, đây là cái chìa khóa của em đó. Đó, ok ha. Cái chế độ mút này nè, ở đây nó có 3 chế độ lái. Đó, chế độ lái tiết kiệm, mình bấm vô đây là nó đang ở chế độ lái tiết kiệm các bạn. Đó, mình bấm thêm một cái nữa nó qua chế độ lái thoải mái. Thì mình có test thử cái chế độ thái thoải mái nó giọt hơn, nó đi nhanh hơn. À, chế độ tiết kiệm, chế độ thì dành cho phụ nữ mới tập lái chạy rất là ok. Lát mình sẽ nói về cái cách vận hành của nó. Chế độ thứ ba, chế độ thể thao, thì chế độ này nó rất là gấu ha. À, theo quảng cáo là từ 0 tới 100 giây thì nó sẽ có 5 giây thôi, y như siêu xe vậy đó. Mình thì chưa test thử tại vì thật sự mình không có đam mê tốc độ, nhưng mà khi mình lái thử cái chế độ thể thao mình đạp nhẹ chân ga thì nó giọt rất là mạnh ha. Đó, thì đó là dành cho anh em đam mê tốc độ, phấn khích được chút xíu. Mình thì vợ mình thì lái chế độ tiết kiệm, bản thân mình thì có thể lái chế độ thoải mái. À, ok, bây giờ lên đường nha. À, cũng có thắng tay thế thôi, nhả thắng tay vô số và chạy bình thường. Seat belt đầy đủ ha, không seat belt sẽ bị cảnh báo. Đó là những cái gọi là an toàn cơ bản. Cái chế độ lái các bạn, VinFast thiết kế cái này nó gọi là nó tiệm cận với cái cách của xe xăng luôn. Lúc mà mình quyết định mua chiếc này á, mình có một cái điều lo lắng á, là mình giống như mấy cái xe đạp điện á, thì nó chạy nó gồ ga xong nó không có chạy liền, nó không có bắt nhịp liền mà lát nó vuốt luôn, thì như vậy nó sẽ rất là nguy hiểm. Cái người mới lái nhiều khi người ta quýnh quán á, người ta sẽ đạp đồ
nó giọt quá, người ta mất cái kiểm soát đi. Nhưng mà cái chế độ lái này á, thì VinFast nó làm cho cái bằng cái chân ga nó cũng nhẹ, đạp nó cũng không có bị nhạy ha, nó có cái độ trễ để cho mình làm quen, cho nên là cái cảm giác lái mình thấy là chạy rất là ngon, không có bị gọi là bối rối hay là hoảng sợ gì cả, nó cho mình cái cảm giác rất là vững vàng, an tâm. Tay lái á, thật ra cái nhu cầu xe của mình nó đơn giản lắm các bạn. Lát mình sẽ giới thiệu về cái thằng trợ lý ảo này. Nói chung mình là không phải là người mê xe, thì cái nhu cầu lái xe của mình rất là đơn giản. Thứ nhất là nó phải đầm, xe chạy nó phải đầm. Xe chạy mà chào là mình không thích. Nói chung mình không có trải nghiệm nhiều xe lắm. Thì đối với lúc trước có chạy mấy chiếc xe Hàn á, xe của Hàn Quốc, lúc trước mình có chạy chiếc Sorento á, thì cảm giác nó không được đầm, đời cũ nha, chứ không phải đời mới, sau này thì mình không biết. Nhưng mà nó không đầm, chạy nó rất là lưng tưng lắm. Nói chung mình chạy không có cảm giác chắc chắn. Thì đối với chiếc này á, thì cảm giác chạy rất là đầm. Rồi thứ hai nữa, cái tay lái á, cái tay lái của mấy cái xe đó Hàn mà nó nhẹ quá. Nói chung mình không có thích cái tay lái nhẹ ha, cái tay lái mà cứ nhẹ nhàng nó chạy nó không có cảm giác gì hết. Đô của mình thích mấy cái tay lái nặng như BM, còn gọi là bèo bèo giống như chiếc gì ta, chiếc quay chắc của mình nó bán tải á, là nó nặng chịch vậy luôn, nó chạy nó có cảm giác quẹo tới đâu là biết tới đó ha. Thì cái chiếc VinFast này á, nó thiết kế nó không quá nhẹ, không quá lỏng bỏng như thằng mấy cái thằng xe nhỏ nhỏ, mà nó cũng không quá nặng, nó không được nặng giống như là mấy chiếc giống như chiếc bán tải của mình. Thì nói chung mình vẫn cảm giác ok, quẹo tới đâu vẫn biết tới đó, chứ không đến nỗi mà không gì, không có biết gì cả. Thì cái này nó phù hợp với phụ nữ à, nó phù hợp với phụ nữ, chạy cũng ok, cũng có cảm giác lái rất là tốt đó. Thì cái điều thứ hai nữa là âm thanh, chiếc xe này âm thanh mình thấy nghe ok, nghe hay, nghe nó gọn gàng, cái form, cái không gian xe nghe nó gọn gàng, nó hay. Thì nhu cầu của mình nó chỉ là vậy thôi, cảm giác lái tốt, giải trí, nghe ok một chút, mưa luôn các bạn. Thì mấy cái này là gọi là gì đó, cảm biến theo mưa lớn mưa nhỏ, nó quạt nhanh quạt chậm là cảm biến hết ha. Đây là một cái gọi là sản phẩm thông minh ha, nó hơn cả một chiếc xe luôn đó. Cái bảng đồng hồ tất cả đều là điện tử hết. Chiếc này á, sạc đầy 100% thì đi được 280 cây. Thì nó phù hợp với lại gia đình mình, cho đi làm đồ này nọ, thì một ngày chúng mình đi làm khoảng 30 cây. Sau khi đi làm về thì đầu ghim sạc điện nhà được đó. Điện nhà thì chúng ta cần một cái nguồn tiếp đất nữa cho nó an toàn ha. Hiện giờ chúng ta cũng dễ dàng làm cái chuyện đó. Ok, còn đó là một số điều muốn chia sẻ với các bạn thôi. Thứ nhất á, một số bạn sẽ lo lắng là xe điện sẽ chạy như thế nào, có ngon hay không, đồ này nọ cái thứ. Thì mình sau khoảng một thời gian ngắn sử dụng thì mình thấy là nó ngon đó các bạn, không có thua kém gì xe xăng đâu, thậm chí nếu mà chạy quen rồi sẽ thấy sướng hơn á, tại vì nó không có cái độ trễ các bạn không. Xe nó rất là êm ái, vận hành bằng điện mà, và cái quan trọng nhất là nó không có tạo ra khí thải, trước mắt là nó không tạo ra khí thải. À, nó sẽ bảo vệ môi trường. Nếu mà nhiều người xài xe điện thì nó sẽ ok. Còn trợ lý ảo này, cái này thì nó nói chung là mình cũng không có quan tâm tới nó lắm. Mình quan tâm cái cách vận hành cái xe như thế nào, chạy cho êm, cho an toàn thôi. Còn mấy cái này thì theo như cái bạn bên showroom xe nói thì nó cũng chưa có thật sự là nó hoàn thiện lắm đâu. Nó vẫn còn có những cái gọi là không có hiểu ý. Nhưng mà về cơ bản thì hay VinFast, lạnh quá VinFast. Đã tăng điều hòa thêm 2 độ và giảm quạt gió xuống mức bé nhất. À, thì nó vậy thôi. Rồi theo giới thiệu thì có kể chuyện, nếu mà mình kết nối internet được á, sau này mình kết nối internet rồi á thì nó sẽ dẫn đường các thứ, và nó có nhiều cái giải trí nữa nè, có FPT Play đồ, trình duyệt đồ, xem phim đồ, karaoke đồ, đó là theo quảng cáo. Nhưng mà thật sự cái gu của mình á thì chiếc xe là một cái phương tiện vận chuyển đi lại đó, thì nó mình nhu cầu mình đơn giản thôi.
chạy xe cho nó đầm, an toàn, cảm giác lái tốt. Rồi âm thanh nghe nhạc để giải trí, không có buồn chán quá. Vậy thôi, máy lạnh mình thấy ok. Có nhiều bạn nói máy lạnh nó không ok, nhưng mà trước mắt xe mới mình thấy máy lạnh ok. Cũng lạnh teo uri luôn, chứ không có gì cả. Cổng sạc điện thoại, nói chung mấy cái gọi là những cái tính năng quan trọng cần thiết là đều đầy đủ hết. Thì mình thấy đây là một chiếc xe hợp lý quá các bạn. Với mức giá tầm 520 mấy triệu mà kiếm một cái chiếc xe option kiểu này, hiện đại, bắt mắt, rồi có một chút tự hào đây là sản phẩm của nước nhà nữa, thì mình nghĩ là cũng nên ủng hộ quá chứ. Cái chi phí tiêu dùng nó ít hơn hẳn ha. Mình đang đăng ký cái mức gói 1.8 triệu, 1.805.000 là chạy gọi là maximum, coi như là chạy không có giới hạn, gọi là km á. Thì bạn nào có muốn tìm hiểu thì có thể lên VinFast để hỏi, để hiểu mấy cái này hơn. Mình chỉ nói sơ sơ thôi. Lúc mới đầu thì mình nghĩ mình đăng ký gói 1.805.000 một tháng tiền thuê pin là mình sẽ chạy được maximum, muốn chạy bao nhiêu km thì chạy. Nhưng mà sau thời gian thì mình nghĩ lại, với lại mình tính toán lại cái đoạn đường mình đi làm thì mỗi ngày mình đi tối đa chắc khoảng 30 km, thì một tháng mình đi được 900 km, rồi cho thêm 100 km tiền gọi là đi mua kem, mua bánh tráng trộn đồ này nọ các thứ, thì một tháng tối đa mình xài có 1.000 km thôi. Thì mình sẽ mua cái gói cước, sau này mình sẽ đăng ký là cái gói cước là 500 km một tháng 600 mấy chục ngàn á, rồi cứ một km phát sinh sẽ trả thêm 1.300 hay bao nhiêu á, thì nhân ra nói chung là một tháng sẽ còn lại khoảng 1.300 thôi, nó đã đủ cái đáp ứng đi lại của mình rồi. Đó là cái tiền gọi là phí thuê pin ha. Mình nghĩ mình cũng còn cái phí tiền điện á, tiền điện thì mình gắn cái chạm cái đồ sạc ở nhà rồi, cái đó nó theo xe luôn nha. Bạn mua xe nó sẽ có một cái gọi là giống như cục adapter ha, để các bạn ghim sạc ở nhà đó. Thì nó theo mình tìm hiểu thì 1 km thì nó một full á, sạc từ không tới đầy á, thì nó tốn khoảng 40 kg điện, khoảng 120-130 ngàn tiền điện đó. Nói chung rẻ các bạn, dễ. Cứ đi làm về, chiều về xong rồi ghim sạc, sáng rồi lại lấy đi thôi, lúc nào nó cũng trong tình trạng 100% full pin hết đó. Thì trước mắt thì mình không có nhu cầu sạc ngoài trạm, tại hiện giờ là chỉ đi từ nhà tới chỗ làm, rồi từ làm chỗ làm về nhà, đi siêu thị linh ta linh tinh thế thôi. Thì mình thấy rất là ổn, không có tốn tiền đổ xăng nhiều ha. Thì đó là một số cái trải nghiệm cơ bản của mình. Mình trải nghiệm mình thấy nó khá là ok, phù hợp với lại mọi người đi làm trong vòng thành phố đó. Thì muốn chia sẻ với mọi người, để mà ai mà đang có lăn tăn ý định gì đó thì mình sẽ gọi là suy nghĩ thêm. Cái cách vận hành của xe rất là êm ái thoải mái luôn, mình chạy nhẹ nhàng chẳng cần lo gì cả. Một cái màn hình bự nè, sau này nếu mà đi lang thang trong thành phố hoặc là đi tỉnh đồ này nọ thì sẽ có bản đồ chỉ đường, quá ok rồi, còn đòi hỏi gì nữa đâu. Mình thì không có đòi hỏi một cái khoang thương gia hay là một cái gọi căn phòng di động gì đó, mình không có nhu cầu đó. Mình chỉ là một cái người hay di chuyển tới lui những cái bụi ốp ha, hay chở những cái gọi là những em bé hoặc là những cái vật tư cho cái đó, có thể là đi giao hàng VIP, những cái thùng thì cái không gian đó chở hàng là ok rồi. Xe cũng nhỏ gọn linh hoạt, có thể vào hẻm đi gọi là những cái ngóc ngách đồ này nọ thì mình thấy quá ok, không có gì phải lăn tăn suy nghĩ, khá là hài lòng. Cũng thấy là mình quyết định là khá đúng á, chứ bây giờ bỏ 500 mấy chục triệu ra mua xe xăng đó bạn, mua xe nó chán lắm, không có option, không có gì hết trơn á. Phơm dán nó cũng cũ kỹ nữa, trong khi mà chiếc xe điện có nhiều cái những cái gọi là nó mang tính gọi là lý tưởng chút xíu á. Mặc dù là có thể là chúng ta không có đo đong đếm được bằng cá nhân mình, nhưng mà nó lý tưởng chút xíu. Thứ nhất là bảo vệ môi trường ha, bảo vệ môi trường. Cái thứ hai nữa là đây là một sản phẩm của Việt Nam, tự hào ha. Rõ ràng là mình tự hào thiệt. Nếu mà sản phẩm nào của Việt Nam mà làm tốt, làm đẹp là mình ủng hộ.
Nói chung là không phải là gọi là tự hào một cách gọi là không có lập trường hay suy nghĩ gì, nhưng mà rõ ràng là sau khi mình trải nghiệm là mình thấy tốt ha. Ok. Cái thứ ba nữa là nó tiết kiệm các bạn. Tiết kiệm chi phí cũng khá là thuận lợi. Ai mà thường xuyên đi xa thì có thể sẽ gặp một chút khó khăn trong cái việc mấy cái trạm bây giờ nó cũng chưa có phổ biến lắm, mọi người cũng chưa có quen cái thao tác. Còn như mình thì cứ đi vòng vòng thành phố một ngày khoảng 30-40 cây, 50 cây, 60 cây, 70 cây, 80 cây, thậm chí 100 cây, mình thấy ok. Một ngày đi vòng vòng 100 cây là quá good. Đi tối về cắm sạc sáng mai đi tiếp, không có cần tấp vô đổ xăng hay là lo xăng lên giá gì cả ha. Ok, vài nét sơ sơ với các bạn thì thôi. Bên này là khu du lịch Cầu Ngang, sắp về tới nhà mình rồi. Có một chút cái chia sẻ vui vui cái trải nghiệm của mình với mọi người ha. Thì đây là một không, mình không có sẽ đi cái đề tài này đâu, chẳng qua chiếc xe này mới có sự phấn khích rồi tự hào là ok, sản phẩm của Việt Nam mình, cho nên là muốn chia sẻ với các bạn chút xíu thôi, đá lấn sân chút xíu thôi, chứ vẫn quay về bò sát. Thì đó là bò sát, nó là một cái có nghĩa là theo mình nó là một cái lẽ sống của mình luôn rồi. Mình muốn sống và làm việc cả đời với nó, những cái gì liên quan tới bét chứ nhất là bò sát, cho nên đó sẽ là cái đề tài chính của mình ha. Còn lâu lâu đá sân vui chút xíu thôi. Ok, bye bye mọi người ha.